Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTV14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh ngập sâu trong nước, giao thông gặp nhiều khó khăn. Học sinh đã phải nghỉ học trong ngày 31 tháng 10. Phản ánh của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979 và số cuối 987. Thủ đoạn tinh vi làm giả hồ sơ để vận chuyển gỗ lậu bằng xe tải bị phát hiện, bắt giữ trên tuyến quốc lộ 36 qua địa phận xã Krông Jing, huyện M'Brac, tỉnh Đắk Lắk. Phản ánh của khán giả Thanh Hải số điện thoại 0903 và số cuối 79. Tai nạn liên hoàn xảy ra vào sáng ngày 31 tháng 10 trên tuyến đường tránh quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, khiến 4 người thương vong. Phản ánh của khán giả Ba Duy từ số điện thoại 0168 và số cuối 543. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh ngập màu sắc bởi những gương mặt được trang điểm rất kỳ dị cũng như nhiều trang phục không kém sức lôi cuốn. Ghi nhận của khán giả Đình Ngọc số điện thoại 0168 3 số cuối 784. Hai cựu chiến binh không quản nắng mưa nguy hiểm tình nguyện ra làm lá chắn sống dẫn học sinh qua đường, đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ. Chia sẻ của khán giả Phạm Phương số điện thoại 0975 và số cuối 086. Chuyển sang nội dung chi tiết. Thưa quý vị, đêm ngày 30 rạng sáng ngày 31 tháng 10 trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to, tập trung tại khu vực đồng bằng ven biển và miền núi với lượng mưa đo được phổ biến từ 400 đến 420 mm. Khán giả Trần Mạnh Hải có số điện thoại 0979 và số cuối 987 cho biết, lượng mưa lớn lại kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ nên khiến khu vực dân cư ở các vùng trũng và nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn bị ngập nghiêm trọng và bị chia cắt. Mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đã khiến quốc lộ 1A đoạn qua khu phố Hưng Bình, phường Sông Chí, thị xã Kỳ Anh ngập sâu trong nước, gây khó khăn cho người dân và phương tiện tham gia giao thông. Nhiều xe ô tô, xe máy bị chết máy vẫn nằm giữa đường do không thể di chuyển. Một số khu vực nước dâng cao, tràn vào nhà. Người dân không kịp ứng phó, di chuyển đồ dùng, gây thiệt hại. Tại nhiều nơi, nước dâng cao gần 1 mét, nhiều cầu cống bị sạt lở và lũ cuốn trôi. Đáng chú ý, nhiều tuyến đường đang thi công, dang dở, hệ thống thoát nước cũng bị ngập úng, nên rất dễ gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Sáng ngày 31 tháng 10, toàn bộ học sinh các cấp ở thị xã Kỳ Anh đã phải nghỉ học do mưa lũ. Theo thông tin mà khán giả Trần Mạnh Hải cung cấp thì để chủ động ứng phó với các tình huống mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất, ngay từ tối ngày 30 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Kỳ Anh đã yêu cầu các ban ngành địa phương trên địa bàn theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tăng cường công tác thông tin truyền thông, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng ven sông suối, hạ du các hồ đập, vùng trũng thấp, rà soát kiểm tra phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, vùng ven sông suối, ven biển, vùng thấp trũng để sẵn sàng di dời đến nơi an toàn khi cần thiết. Ngoài ra cũng bố trí lực lượng hướng dẫn người và phương tiện qua lại các ngầm tràn, các đoạn đường thường bị ngập lụt, đảm bảo an toàn về người và phương tiện tham gia giao thông. Thưa quý vị, còn tại Khánh Hòa, vào rạng sáng ngày 31 tháng 10, một người dân khi lưu thông qua cây cầu tràn đã bị rơi xuống kênh 7 xã thuộc xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa. Hiện người dân và lực lượng cứu hộ đã được huy động để tìm kiếm thi thể nạn nhân. Thông tin này đã được khán giả Vũ Văn Hội từ số điện thoại 0914 3 số cuối 904 cung cấp tới chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đến trưa ngày 31 tháng 10, chính quyền địa phương xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa đã huy động hàng trăm người xuống kênh 7 xã để lặn tìm nạn nhân xấu số. Trước đó, theo thông tin từ người dân địa phương, một người đàn ông hiện chưa rõ tung tích điều khiển xe máy qua cây cầu tràn trên con kênh 7 xã thì bị ngã xuống kênh và bị lũ cuốn trôi. Đến sáng cùng ngày, người dân phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân nằm trên cầu tràn, đã vội báo tin cho chính quyền địa phương. Do nước chảy quá mạnh nên đến trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Được biết, cây cầu tràn được xây dựng từ lâu, không có dải lan can bảo vệ nên luôn trong tình trạng nguy hiểm, tiềm ẩn tai nạn giao thông cho người dân mỗi khi đi qua đây. Để giúp người dân những vùng bị ngập lụt phần nào vơi bớt khó khăn, sáng ngày 31 tháng 10, câu lạc bộ chung tay vì cộng đồng thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa phát động tổ chức chương trình hướng về miền Trung, bán hơn 4.000 tờ báo cho các bạn sinh viên của trường nhằm mục đích gây quỹ giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau cơn bão lũ vừa qua. Có mặt vào tham gia hoạt động, khán giả Trần Nghi từ số điện thoại 0984 3 số cuối 914 đã ghi lại một số hình ảnh và chia sẻ cùng chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Nhằm hỗ trợ giúp đỡ nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả sau mưa lũ để họ bớt đi những khó khăn trong cuộc sống, cũng như đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động thanh niên sống đẹp, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đại học Khánh Hòa đã phát động lễ quyên góp trong trường bằng hình thức bán báo gây quỹ tại tất cả các lớp. Dự kiến, trong ngày 31 tháng 10 và mùng 1 tháng 11, 4.000 tờ báo sẽ được bán chủ yếu cho các bạn sinh viên và thầy cô giáo trong trường, với giá mỗi tờ là 5.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được ủng hộ cho nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, nơi vừa chịu ảnh hưởng của cơn lũ lịch sử vừa qua. Ngoài ra, câu lạc bộ và hội sinh viên trường sẽ tiếp nhận thêm các vật phẩm như quần áo, sách vở, gạo và đến các cơ quan, tổ chức hay cá nhân hảo tâm để tìm thêm các nguồn tài trợ. Số tiền quyên góp được dùng là 100 suất quà, mỗi suất trị giá 100.000 đồng, bao gồm gạo, nước mắm, dầu ăn, mì chính gửi đến nạn nhân vùng lũ lụt. Dự kiến đoàn công tác sẽ ra tỉnh Quảng Bình vào ngày 5-6 tháng 11 năm 2016 để thăm hỏi và trao tận tay những hộ nghèo chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ. Chiều 30 tháng 10, hạt kiểm lâm huyện M'Brac, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cảnh sát môi trường công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện và bắt giữ một xe tải vận chuyển gỗ lậu trên tuyến quốc lộ 26 qua địa phận xã Krông Jing, huyện M'Brac. Thông tin này đã được khán giả Thanh Hải có số điện thoại 0903 3 số cuối 779 cung cấp tới chương trình cùng những hình ảnh mà anh ghi nhận được dưới đây. Từ nguồn tin báo của người dân, một tổ công tác của phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với hạt kiểm lâm huyện M'Brac tiến hành kiểm tra chiếc xe tải biển kiểm soát 17C05797 do tài xế Nguyễn Trung Lương ở Hà Nội điều khiển trên tuyến quốc lộ 26 theo hướng từ thành phố Buôn Ma Thuột về Nha Trang, Khánh Hòa, qua địa phận xã Krông Dinh, huyện M'Brac, chở 142 hộp gỗ từ nhóm 4 đến nhóm 7 với tổng khối lượng 17,4 mét khối. Khi tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên, thì lái xe Nguyễn Trung Lương đã đưa ra một bộ hồ sơ. Tuy nhiên, sau khi xác minh điều tra kỹ, tổ công tác phát hiện đó là bộ hồ sơ giả để làm vỏ bọc nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Bước đầu, lái xe Nguyễn Trung Lương đã khai nhận số gỗ nói trên sẽ được đưa về tỉnh Nam Định để tiêu thụ. Chuyển sang một số phản ánh về giao thông. Vào sáng ngày 31 tháng 10 trên tuyến tránh quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn. Khán giả Ba Duy từ số điện thoại 0168 3 số cuối 543 cho biết đã có một người tử vong, 3 người bị thương trong vụ tai nạn này. Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 31 tháng 10, chiếc xe tải biển kiểm soát 75C00609 lưu thông theo hướng Nam Bắc. Khi đến khu vực đường tránh quốc lộ 1A, đoạn qua thôn An Đô, phường Hương Chữ thì mất lái, đâm vào chiếc xe tải biển kiểm soát 36C08170 chạy ngược chiều. Ngay sau đó, một chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51C32154 chạy hướng Nam Bắc đã không làm chủ tốc độ, cũng tông vào đuôi xe tải biển kiểm soát 75C00609. Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải 36C08170 tử vong tại chỗ. Tài xế xe tải 75C00609 bị thương cả hai chân, được người dân đưa đi cấp cứu. Một tài xế và phụ xe container bị thương nhẹ. Tại hiện trường, xe 75C00609 và xe 36C08170 bị biến dạng hoàn toàn. Ba xe nằm chắn ngang đường, quốc lộ 1A ách tắc kéo dài hàng km. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng điều tiết giao thông. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do trời mưa đường trơn. Đến khoảng 10 giờ 30 sáng cùng ngày, lực lượng chức năng giải phóng xong hiện trường, các phương tiện bắt đầu lưu thông thuận lợi. Ngoài vụ tai nạn nghiêm trọng trên thì khán giả Lê Kế Vương có số điện thoại 0912 3 số cuối 456 và khán giả Thanh Hường số điện thoại 0974 3 số cuối 238 cũng đã gửi tới chương trình một số hình ảnh về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn mình sinh sống. Khán giả Lê Kế Vương cho biết, khoảng 21 giờ 30 ngày 30 tháng 10, trên quốc lộ 1A đoạn qua quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, chiếc xe máy mang biển số 59X2 57114 do ông Nguyễn Văn Đức sinh năm 1977 quê tỉnh Bình Thuận điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Suối Tiên đi cầu vượt Bình Phước. Đến đoạn trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy mang biển số 75K5 9517 do anh Nguyễn Tài Nguyên sinh năm 1984 điều khiển lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến hai xe máy cùng hai người điều khiển ngã trượt dài hơn 20 mét trên đường. Ông Đức không may ngã đập đầu vào trụ bê tông của giải phân cách giữa hai làn xe máy và ô tô nên tử vong tại chỗ. Riêng anh Nguyên bị xây xát nhẹ, hai chiếc xe máy hư hỏng nặng. Một vụ tai nạn khác đã xảy ra trên địa bàn Bòn Phạng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La trong sáng ngày 30 tháng 10. Theo thông tin mà khán giả Thanh Hường cung cấp, thì chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 26K6256 do anh Vì Văn Quyết sinh năm 1979, thường trú tại xã Triềng Bắc, huyện Thuận Châu và xe 29C47902 do anh Nguyễn Thành Nam sinh năm 1963, thường trú tại phường Hoàng Lịch, Hoàng Mai, Hà Nội. Sau khi tránh chiếc xe máy của hai vợ chồng không xác định được danh tính đã gây ra tai nạn liên hoàn. Tại hiện trường, chiếc xe biển kiểm soát Lào U2 6345 do anh Vì Văn Đợi sinh năm 1984, thường trú ở xã Triềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La điều khiển. Do bất ngờ nên đã đâm vào đuôi xe ô tô biển kiểm soát 29C47902 của anh Nguyễn Thành Nam và bị nát hết phần đầu xe. Xe ô tô biển kiểm soát 26C04600 của anh Lê Văn Hưng sinh năm 1986 có hộ khẩu thường trú ở tổ 3, phường Triềng Sinh, thành phố Sơn La bị hư hỏng nhẹ. Vụ tai nạn đã làm tắc đoạn đường dài gần 1 km. Dân may không có thương vong trong vụ tai nạn này. Tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định có một con kênh mà thời gian gần đây, dòng kênh luôn đầy rác thải, nước kênh nhuốm màu đen kịt, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống của những hộ dân sống hai bên bờ kênh. Và giờ đây là một số hình ảnh mà khán giả Nguyễn Trung có số điện thoại 0120 3 số cuối 365 đã ghi lại về thực trạng này và gửi tới phản ánh cùng chương trình. Đây là những hình ảnh được ghi lại trên một đoạn kênh chảy dọc đường Đào Tấn và Hồ Sĩ Tạo thuộc phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Thời gian gần đây, đoạn kênh dài gần 2 km này luôn trong tình trạng đầy rác thải. Từ rác thải sinh hoạt đến xác động vật chết đều được vứt bừa bãi xuống dòng kênh. Trong khi đó, nước của dọc kênh lúc nào cũng một màu đen ngầu, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Theo phản ánh của khán giả Nguyễn Trung thì tại đoạn kênh này có nhiều cống xả thải từ siêu thị Co.op Mart An Nhơn, nhà hàng Hoàng Vũ Plaza và nhiều nhà hàng quán ăn xả trực tiếp ra kênh mà không qua xử lý. Thêm vào đó, việc thiếu ý thức của một số hộ dân sống cạnh khu vực vứt rác thải sinh hoạt trực tiếp xuống kênh nước làm cho con kênh ngày càng bị ô nhiễm. Gửi phản ánh tới chương trình, khán giả Nguyễn Trung rất mong chính quyền địa phương sớm kiểm tra và khắc phục tình trạng trên, đồng thời chấn chỉnh các doanh nghiệp trong việc xả thải trực tiếp ra kênh nước nhằm trả lại nguồn nước trong sạch cho dòng kênh cũng như đảm bảo vệ sinh cho khu vực hạ lưu dòng kênh này. Lễ hội ma quỷ hay còn gọi là lễ Halloween diễn ra vào ngày 31 tháng 10 hàng năm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngay tối ngày 30 tháng 10, lễ hội đã diễn ra tấp nập trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và tràn ngập màu sắc bởi những gương mặt được trang điểm rất kỳ dị cũng như nhiều trang phục không kém phần lôi cuốn. Ghi nhận của khán giả Đình Ngọc từ số điện thoại 0168 3 số cuối 784. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Từ 6 giờ tối, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã có rất đông người đến tham gia lễ hội. Mỗi người một cách trang điểm, một kiểu trang phục khác nhau để hóa thân vào các nhân vật. Đặc biệt, rất nhiều bạn trẻ có mặt cùng với những trang phục hết sức kỳ quái. Nhiều gương mặt được trang điểm khiến ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Sau 7 giờ tối, phố đi bộ dần trở nên chật kín do số lượng người đến vui chơi ngày hội rất đông. Từ hóa thân thành những nhân vật hoạt hình đến những nhân vật với những bộ cánh rùng rợn, các bạn trẻ lập thành từng đoàn cùng nhau diễu hành trên phố. Bên cạnh đó, những gương mặt của chú hề hay những trang phục hết sức dễ thương cũng thu hút được sự chú ý của người dạo phố. Em thích, em muốn tham gia cái lễ hội Halloween để mình giống như là một cái người trong cái lễ hội Halloween để đang hóa trang thành người Mỹ. Vui lắm, nhiều khi nhìn mấy cái mặt hóa trang ma đồ, mình đã hóa trang rồi, mình nhìn người ta mình cũng hết hồn. Với những người hàng ngày đi qua quốc lộ 18 đoạn qua xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, chắc hẳn không khó để bắt gặp hai người đàn ông mặc quần áo bộ đội, tay cầm gậy, miệng thổi còi, dẫn học sinh đi qua đường vào giờ đến trường buổi sáng hoặc lúc tan học buổi chiều. Đó là hai cựu chiến binh Phạm Đức Hạnh, 69 tuổi và Hoàng Thái Học, 61 tuổi, thành viên của mô hình cựu chiến binh đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 18 của thị xã Đông Triều. Mặc dù tuổi đã cao nhưng hai ông vẫn không quản nắng mưa nguy hiểm, tình nguyện làm lá chắn sống, dẫn học sinh qua đường, đảm bảo an toàn giao thông. Sau đây mời quý vị cùng đến với một số hình ảnh về công việc đầy ý nghĩa của ông Hạnh và ông Học qua clip chia sẻ của khán giả Phạm Phương có số điện thoại 0975 3 số cuối 086. Đây là hình ảnh về công việc hàng ngày của hai cựu chiến binh Phạm Đức Hạnh và Hoàng Thái Học trên quốc lộ 18 đoạn qua trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng ông vẫn hăng say với công việc của mình dưới triển gấp và xe cộ đi lại rầm rập, rút còi đi ngòi. Hàng ngày, tuyến đường này có hàng chục nghìn phương tiện đi lại tấp nập, trong đó có trường tiểu học và trường học cơ sở Hồng Thái Đông có hàng nghìn học sinh. Vì vậy, vào mỗi giờ đến lớp và tan học, lượng học sinh đổ ra đường rất lớn. Các học sinh qua đường gây rối loạn giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Tham gia vào mô hình cựu chiến binh đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ông Hạnh và ông Học có nhiệm vụ đứng ở đầu lối vào trường để ra hiệu tạm dừng và dọn xe cộ trước khi được các học sinh ra. Ông Hạnh đã làm công việc này được 2 năm, còn ông Học cũng đã có kỷ niệm gắn bó. Hai ông thường ôm nhau, mỗi người làm một buổi, nhưng cũng hay phối hợp với nhau vào những lúc đặc biệt. Dù trời mưa hay nắng, mùa đông hay mùa hè, hai ông vẫn không quản khó khăn để làm công việc mà nhiều người dân địa phương hay đùa là rau củ vả hàng tổng. Gia đình chúng tôi thì thấy làm những cái việc mà có đạo lý này là gia đình cũng rất ủng hộ chúng tôi. Mặc dù là nương nậu cũng chẳng có gì nhưng mà rất là ủng hộ và động viên chúng tôi để làm tròn trách nhiệm đối với Đảng, với nhân dân, với xã hội, với địa bàn của địa phương và con em của địa phương mình đi học. Trước đây, Hội Cựu Chiến binh xã Hồng Thái Đông có khoảng 6 hội viên tham gia đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 18. Ông Hạnh hoạt động từ những ngày đầu và duy trì hoạt động ngay cả khi các thành viên khác xin nghỉ vì sức khỏe yếu. Sau đó ông Học tham gia hoạt động cùng. Hàng ngày các ông không chỉ dẫn học sinh qua đường mà còn đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông tại khu vực chợ Thượng Thông, ven quốc lộ 18. Là những cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu ở mặt trận phía Nam và vào sinh ra tử với nhiều vết thương trên người, ông Học và ông Hạnh có thể ở nhà nghỉ ngơi bên người thân của mình. Tuy nhiên, các ông vẫn không quản khó khăn, sẵn sàng ra đường đối mặt với nhiều rủi ro, đảm bảo sự an toàn cho con em của nhân dân địa phương. Trong thư gửi về chương trình, khán giả Phạm Phương có viết: trước đây ông Hạnh và ông Học không có bất kỳ khoản hỗ trợ nào, nhưng khoảng 2 năm nay thì hai ông nhận được khoản hỗ trợ tiền xăng xe là 600.000 đồng mỗi tháng. Có mặt chứng kiến hai ông làm công việc thiện nguyện này thì khán giả mới thấy hết sự tâm huyết, trách nhiệm của hai ông. Dù tuổi cao sức yếu, ông Học còn bị còng tay do bị thương trong chiến tranh. Tuy vất vả nhưng bù lại hai ông nhận được sự yêu mến, kính trọng của các em nhỏ và dân làng. Chia sẻ với vị khán giả thì hai ông nói rằng tuổi cao phải nêu gương sáng của người lính Cụ Hồ. Trước đây chiến đấu ở chiến trường thì nay chiến đấu trên mặt trận giao thông, đảm bảo an toàn cho con cháu chính là cống hiến cho xã hội. Khắp xã Hồng Thái Đông thì ai cũng biết đến ông, và cả hai ông Hạnh và Học đều đã nhận được nhiều giấy khen của chính quyền xã Hồng Thái Đông và thị xã Đông Triều. Làm công việc vác tù và hàng tổng rất vất vả và nguy hiểm, nhưng hai ông nhận được sự ủng hộ động viên của người thân cũng như hàng xóm. Vì vậy các ông cho biết là chỉ nghỉ làm khi sức khỏe không còn tốt. Còn bây giờ phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Đêm ngày 30, rạng sáng ngày 31 tháng 10, trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to, tập trung tại khu vực đồng bằng, ven biển và miền núi, với lượng mưa đo được phổ biến từ 400 đến 420 ml. Nhiều nơi bị chia cắt vì ngập nước. Toàn bộ học sinh các cấp ở thị xã Kỳ Anh đã phải nghỉ học trong ngày 31 tháng 10. Phản ánh của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979 3 số cuối 987. Vào rạng sáng ngày 31 tháng 10, một người dân khi lưu thông qua cây cầu tràn đã bị rơi xuống kênh Bảy Xã thuộc xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Hiện người dân và lực lượng cứu hộ đã được huy động để tìm kiếm thi thể nạn nhân. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội từ số điện thoại 0914 3 số cuối 904. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua, từ nay tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình Góc Nhìn Khán Giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị, đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HDV1 hoặc một thẻ gia hạn thuê bao 12 tháng do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số tài trợ. Giải thưởng này sẽ được chính ban biên tập của chương trình lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình chủ nhật. Từ đây, chương trình Góc Nhìn Khán Giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinhkhán giả@vtc.gov.vn hoặc có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.